quay rồi đó. Là cứ để giờ là quay miếng luôn rồi. Quay đây rồi mình lên phía kia quay nữa cho. Đây, quay quay giùm cho thầy, quay cho đẹp. Mấy cô thầy á? Quay là sao? Quay là đứng quay là phải đứng ở trên kia quay xuống. Chết rồi, cho ai cho mình lên trên nó đứng quay xuống kỳ dữ vậy. Nam mô Bổn Bà Giáo Chủ Địa Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô cung kính đức trưởng lão Thượng Hiền Hạ Hy. Cung kính chư tôn đức hòa thượng. Cung kính đại đức trụ trì đại giác tự. Cung kính đại đức trụ trì viên giác tự. Cung kính đại đức trụ trì phổ lại tự. Còn chư tăng tâm môn, cùng toàn thể nam nữ Phật tử nguyên giác đại giác phổ lại
Và không quản ngại đường xá xa xôi, tình pháp lữ với cụ ông Hồng Tự. Quan Lâm về chùa Xuân Thọ, thắp nén tâm hương cầu nguyện thần hồn cụ ông vẫn sanh cực lạc quốc. Thay mặt cho toàn thể tăng gia hiếu quyến, con thành kính để độ bái thỉnh, bái tạ âm đức của chư huynh đệ cũng như toàn thể nam nữ Phật tử đang ở tại nơi này. Một lần nữa xin tri ân và cảm niệm công đức quý ngài cùng toàn thể quý Phật tử. Cầu nguyện quý ngài được phát thể kinh an là bóng cây đại thọ che mát hàng Phật tử trên bước đường tu nhân học Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin quý ngài hoan hỷ cho toàn thể tăng môn hữu quyến đảnh lễ cung kính quý ngài an bái. Quý ta gia hữu quyến quay mặt ra bên ngoài lạy chư tôn đức. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng mình vô tháp. Vô tháp nha. Cái nhìn từng xa xuống. Lấy cái nhà tháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô. Mạnh nghĩ. Mạnh giỏi nha.